rồi đưa đây. Ê chết mẹ, cái nào khoan của mình. Không biết bạn thử đừng bỏ lên nữa mày ơi, chừng nào ăn đi rồi rồi, rồi, rồi bỏ nướng chép thì bò mau chín lắm. Ăn thôi đau bụng. Có cái đùi gà không mà. Ngọng luôn ăn tới trong ăn ngoài. Nè cắn ngoài nè. Ăn đi, ông Cường lâu quá không được ăn. Lúc nào chín ăn đi, chứ gà lâu chín chứ bà. Phải có con dao gọc ra. Ủa nó ngọng đâu rồi? À, chỗ nó ở nè. Brick beer. Đây nè. Đây nè. Ủa cái hao cơm đâu rồi? Cái hao cơm đây nè. Không sợ anh hết rồi. Đi mày. Ê, ta cũng sợ sệt đó các bạn. Anh sợ nó, đúng rồi. Không, vậy là em đã có được đúng không? Chưa chín mà ba. Chưa. Bây giờ muốn gì nữa, mày hiền lành lắm. Em, chắc là giận nó lạnh nó đánh đáng. Hai đứa nào đi theo quay phim. Bên luôn rồi kìa. Quay đi làm gì vậy? Ê mày chạy theo mày. Ông nào cũng nhiều chuyện nữa. Ba bữa nó làm có 5 phút thôi vậy, không biết làm gì. Đó, bữa ba đứa làm ăn. Bữa ba đứa vòng chỗ luôn hả? Thì không có ba. Ba đảo đi tài lắm hả? Lấy cái kéo để lên đây. Để vậy đó, khó nó bày lên, khó khói thốt á. Thấy trời bay. Bay mất em hết, tài quá. Thì đây chủ yếu là bạn. Đứng tặng tao nó mới chịu. Mẹ 100 ngàn, 100 cần người cho lỡ kìa. Kệ con trăm giờ này nó đi xích đu kìa. Má, thấy tay như mày, thằng con ngon lỡ rồi. Đỡ rồi, đỡ rồi, hai đứa té luôn. Có hai đứa té là tôi nhảy xuống để tôi đỡ mày mà. Nhưng mà để làm miếng khổ anh coi. Ôi cái củi cháy luôn rồi kìa. Ừ, lắm rồi. Người ta kêu nó rớt hoài. Không có nóng rồi. Sao bà? Sao bà lại? Phải mày nhít gà qua cái ơi. Để Quyên cái dĩ vô. Gì vậy? Quá rồi con ngu. Nãy ra rồi tao ấy. Em thấy buồn. Chơi nào. Ngồi đây quay video không được. Ủa sao nó kêu ghê vậy? Cầm lại giùm em. Má không. Nè em coi coi cái này nó có hiếu không? Sao nghe ghê quá à. Em thấy nguyên con ốc nó lên tới trên đây không mà có sao. Đâu? Con ốc lên tới trên rồi. Ghê quá à. Em đu cái nó kêu nào ghê quá. Cái gì leo lên?
mông lại chùi. Lên, để lên, lên, ta đẩy. Lên đâu? Má con cái đồ quỷ gì vậy? Má con My kìa, nó đẩy con heo. Em nhẹ, em nhẹ. Đó, nó đẩy em. Phim hả? Ừ. Thấy ai vậy? Đâu anh đi. Đâu anh?